ngưng thổi, để cái ống sáo xuống, thì cái đám nhạc sĩ này còn ngẩn ngơ. Thì chúng ta thấy những cái nhạc sĩ này lúc đó mới qua cái tài nghệ của Phật, lúc đó mới phục, rồi từ cái phục mới ngồi lại nghe Phật nói chuyện. Thì Đức Phật mới chỉ, mới giảng cho biết thế nào là tự đi tìm mình, thay vì đi tìm một hình bóng bên ngoài. Cái tâm bình thường này, mình ít khi ngó lại nó lắm, ít khi tìm lại nó, và nó không hình tướng cho nên đôi khi nó hơi nhạt nhẽo, nhưng mà nó cần thiết. Ví dụ như mỗi một ngày mình ăn cơm và mình uống nước, thì cơm với nước nó nhạt nhẽo hay là nó có mùi, nó có nhiều những cái hương vị đậm đà, mùi vị đậm đà. Cơm nó lạc và nước cũng lạc. Còn nếu cho mình một tô hủ tiếu, một cái ly nước chanh, một ly nước ngọt thì rất là ngon. Nhưng mà chúng ta sẽ sống đời hoài với những tô hủ tiếu và những cái ly nước ngọt, hay là chúng ta sống với cơm lạc và nước trắng? Cái gì nuôi sống mình? Phải không ạ? Thì nó rất là nhạt nhẽo. Và bây giờ này, nếu mà bây giờ mình ngồi đây ha, cái tự nhiên có ai xông lên một cái, xông đem vào đây một cái dĩa trầm, mà dĩa trầm rất là thơm, cái tự nhiên mình nghe mùi trầm và mình cảm thấy khoan khoái, phải không? Hoặc là mình đi đâu ngoài đường phố, cái tự nhiên có một cô đẹp nào đó đi ngang rồi cái thấy ô thơm gì đâu, nước hoa thơm phức. Thì đôi khi cái mình hỉnh lỗ mũi lên, mình hít một cái nữa, thì những cái hương đó mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà nếu bắt mình hít hoài thì như thế nào, thưa đại chúng? Chúng ta sống bằng cái không khí không mùi này, hay là chúng ta sống bằng những cái hương đó? Phải không? Cái không khí mà cần để cho mình thở và nuôi sống mình này, nó phải nhạt như vậy đó. À, thành ra trong tương giao cũng vậy, có một cái câu nói sao: quân tử giao tình như nước nhạt. Là những cái mối giao tình mà bền bỉ nó nhạt vậy đó, còn những cái mà đậm đà quá thì nó lại mau phai. Như vậy cái tâm mà nhạt, cái tâm bình thường nó nhạt nhẽo, nhưng mà nó lại cần thiết. Còn nếu mà những cái chiều theo ý thích, thú vui, hấp dẫn, kích động, nó lại là làm cho cái tâm mình lần lần nó cứ hay dao động. Và khi mà nó cứ thường dao động thì nó mất cái khả năng trầm tĩnh. Cũng như một người mà cứ ăn ớt gòi thì tới hồi mà họ ăn cái gì không có ớt, họ sẽ thấy lạc lẽo, ăn không được. Nhưng mà những người ưa ăn ớt, uống rượu, hút thuốc, dùng những cái chất cay nồng, người đó thường có hay nóng tính không, thưa đại chúng? Và có dễ mà giữ sự bình tĩnh thư thái được không? Như vậy cái gì nó cũng có cái hậu quả của nó. Có một gia đình, sáng hôm đó ông bố, bà mẹ và đứa con gái ngồi ăn sáng. Đứa nhỏ thì sẽ chuẩn bị để xe trường tới đón, hai vợ chồng sẽ đi làm. Cái tình cờ con bé này nó làm gì, nó đổ cái tách cà phê và nó đổ vào ngay nơi cái bộ đồ của ông bố, mà ổng là áo quần sẵn để đi làm. Cái chuyện này nó xảy ra bên Mỹ, và đại chúng biết là bên Mỹ giờ giấc nó rất là xích sao. Mà lúc đó thì ổng mới giận quá, ổng mới mắng con, thì mắng một cái thì con nó khóc, cái ổng mới trách vợ: sao mà để cái tách cà phê gần mép bàn quá vậy? Thì bà vợ bà mới cãi, bà nói: tại nó chứ em đâu có phải là vì để gần cái tách cà phê, gần bàn gì đâu. Cái hai vợ chồng cãi nhau, con thì khóc,
Ổng thì nhìn đồng hồ cái đã gần trễ giờ, giận quá đùng đùng lên lầu thay áo. Thay xong bộ đồ xuống thấy con đang còn ngồi khóc. Ăn thì chưa xong, xe thì đã tới rước và đã đi rồi, trễ. Thì ổng phải lái xe đưa nó tới trường. Lúc đó trễ rồi, ổng phóng xe nhanh, vượt tốc độ. Cảnh sát thổi còi hít lại và đại chúng biết bên Mỹ mà nó phạt và phạt rất nặng, phải móc hết túi ra mới đủ tiền nộp phạt. Khi con tới trường thì đã trễ 15 phút và ổng khi đến văn phòng trễ 20 phút. Giám đốc nhằn một trận, tới vô phòng làm việc mới thấy là ủa, mình quên cái cặp táp hồ sơ rồi. Tới chiều trở về, trong nhà không ai nói với ai lời nào cả. Thì chúng ta thấy tại cái tách cà phê, hay tại cái đứa con gái vô ý, hay là tại cái ông cảnh sát phạt tiền nặng quá, hay là tại chính ông đó không giữ được sự trầm tĩnh của mình, tại ai thưa đại chúng? Nếu lúc đó đổ rồi thì ai cũng có làm lỗi, thì lập tức lên thay đồ liền, xuống đi thì có trễ lắm như vậy nữa không? Và nếu không giận quá thì có quên cái tập tác không, có bị mất tiền chừng đó không? Như vậy cái bí quyết đời sống của chúng ta là 10% hoàn cảnh đưa tới, nhưng mà 90% là chúng ta có quyền quyết định mọi việc tốt hay xấu. Đại chúng đồng ý không? Nhưng mà bình thường mình có tận dụng 90% này của mình không, hay là mình đổ thừa hết cả tại vì bên ngoài? Thưa đại chúng, và chúng ta biến thành bà đổ thì thừa, hoặc tôi thì đổ bằng thừa. Thì bây giờ mình lấy lại 10% là của hoàn cảnh, hoặc tốt hoặc xấu, nhưng mà 90% là do mình làm chủ vấn đề. Mình cũng có thể chuyển cái xấu nhiều thành xấu ít, lấy cái thất bại làm thành công, đúng không ạ? Như vậy cái mà trầm tĩnh đó để mà làm chủ hoàn cảnh có phải là cái tâm bình thường không ạ? Và nó có hình tướng hay là nó vô hình tướng, nó nhạt nhẽo, mình không hề để ý dòng ngó tới nó. Nhưng mà trong những lúc có sự cố thì chính cái tâm bình thường này nó cứu mình, có phải không? Như vậy thưa đại chúng, chúng ta có cần tập sống với cái tâm bình thường không? Bây giờ những cái nhà kinh doanh á, rất nhiều vị đã đến với thiền, đã đến với những cái thư giãn tâm trí, tại vì họ có một cái kinh nghiệm là càng thư thả đầu óc, họ càng sáng suốt và chính xác trong công việc, đưa tới thành công trong kinh doanh. Tại vì cái tâm bình thường này tự nó là sáng suốt, như là cái mặt hồ, mặt nước đó, tự nó có một cái tính chất phản chiếu hình ảnh bên trên trung thực. Nhưng mà những cái dao động của tình thức nó làm cho không có rọi hình được nữa. Thì tâm mình như cái mặt nước trong hoặc là như cái tấm gương, nó có một cái công dụng soi chiếu. Nếu nó cứ bình ổn, tỉnh sáng, không lưu giữ hình bóng cũ, thì tự nó là một cái công cụ tốt để cho mình sống tốt. Còn bằng không á, mình cứ bị những cái tâm bất bình thường nó xô đẩy, nó đẩy mình đi ngã này, đẩy mình đi ngã kia, rất khó tự chủ. Nhớ hồi xưa, hồi nhỏ nghe mấy câu ca dao của dân quê, trong cái mùa gặt người ta hát giữa trai gái với nhau, thì bên cái nhóm con gái họ mới hát chọc mấy cái ông con trai là đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quằn phải dây,
thủng thỉnh như chúng chỉ đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào gòn. Thì nếu mà khi nào mình cũng bình thường thì mình mới thủng thỉnh như vậy được. Còn mình cũng có khi là vấp phải đá, gòn phải dây, tại vì cái tâm của mình nó bất bình thường, phải không ạ? Thì bây giờ chúng ta làm sao để mà bình thường nó như một cái nhà cũ của mình, để mình quay trở về sau một ngày làm việc, hoặc là mình đi đâu đó mình phải có một cái nhà để mà mình về. Thì sau những dao động, sau những tính toán bận rộn, mình có một cái nơi chốn bình ổn như là cái nhà của mình, để tối mình về mình ngủ, mình nghỉ vậy đó. Cái sự chọn lựa là nơi mình. Chúng ta vẫn thường quý những cái bên ngoài, cho nên mình chạy theo, mà mình quên mất cái quý chính là sự thăng bằng của mình. Đại chúng đã từng đi xe đi qua đèo, phải không? Và khi mà xe nó chạy qua đèo á, thì chúng ta phải làm gì ha? Mình có phải níu cái ghế lại không? Hoặc là nếu mà mình đi xe bus thì mình có phải níu cái sợi dây không? Còn bình thường, nếu mà mình đi giữa đường bình thường thì mình có cần níu cái gì không? Không. Thì như vậy, cái sự thăng bằng nó rất là cần mà mình không biết. Khi mình đang bước từng bước bình thường như thế này, mình không hề biết là mình đang thăng bằng. Mà cái sự thăng bằng đó có cần không thưa đại chúng? Một hôm nào đó mình hơi choáng váng một cái, thì lúc đó nguy á. Hoặc là xe như vừa rồi kể, sự thăng bằng mất đi là rất trở ngại cho cái thân. Tại sao mình không biết quý sự thăng bằng của tâm? Nó còn cần thiết hơn biết bao nhiêu lần nữa. Hồi nãy giờ quảng cáo chừng đó thấy đã đủ. Thì bây giờ quý vị sẽ hỏi, thôi vậy thì bây giờ cô chỉ nó ở đâu đi, tụi con sẽ túm lấy nó để mà làm gia tài, phải không ạ? À? Thì cái tâm bình thường nó ở đâu? Nó ở đâu để cho mình xài? Bây giờ có ai trả lời đi, nó ở đâu? Hỏi cái không biết ở đâu. Dạ thưa, nó ở ngay đây. Không bao giờ thiếu vắng. Nó là cái biết thường trực. Quý vị đang thấy, đang nghe, mà trong tâm không giận, không thương, không có cái gì lắc lay dao động, thì nó ở đây. Cho nên các thiền sư nói là đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Cái này nó không có màu mè nhan sắc, nhưng mà mỗi một ngày nó mỗi một mới, nếu tâm mình không lưu giữ cái cũ. Có một cái chú tiểu, chú hỏi Hòa Thượng Thiên Long, làm sao ra khỏi tam giới? Thì Hòa Thượng mới hỏi, chú đang ở đâu? Bây giờ quý Phật tử tới chùa tu để mong giải thoát, phải không ạ? À? Là có phải để cầu ra khỏi tam giới không? Thì mình cũng muốn bạch Hòa Thượng dạy cho con tu sao mà đừng ở trong cái tam giới này nữa. Thì ông thầy sẽ hỏi, vậy con đang ở đâu? Nếu mình ở trong cái tình thức thì là tam giới, nhưng mà ngay cái phút tỉnh sáng này thì đâu có ai trói buộc mình đâu mà tam giới, phải không? Nó là cái bình thường của đời sống. Có một cái thằng bé, nó đi học về, cái nó thấy bạn nó, có một cái thằng bạn đi trước, nó làm rớt một cái bọc đồ từ trên xe xuống, mà nó rớt bung ra, nào là sách vở, rồi sao cả áo len găng tay, rồi cả mấy cái cây vợt đánh bóng nữa, đủ thứ hết trơn tùm lum ra giữa đường. Cái thằng bé này nó mới chạy tới dựng xe lại, nó lụm dùm, rồi nó mới phụ đem chất lên xe lại, vân vân.
rồi hai người cùng đi về. Và đi trên đường nói chuyện vân vân, rồi đi về tới nhà thì cái thằng kia mới mời vô nhà chơi. Rồi nói chuyện thì nó mới biết là cái chú bé này á, là mới đang gặp rắc rối đủ thứ chuyện trong tháng vừa rồi ở trường. Điểm thì sụt, bị thầy rầy, rồi nó không còn thích học nữa, rồi bạn bè cãi nhau, và ngay cả cái cô bạn gái mà thân nhất, thương nhất thì bây giờ nó cũng mới chia tay nữa. Nó rất là chán đời. Thì cái thằng mà giúp lượm đồ á, nó mới ở lại chơi, ăn trưa chơi, rồi đọc sách, coi phim, ngồi chơi cho tới chiều nó mới về. Thì hai đứa trở thành bạn, từ đó hay gặp nhau và nó chơi vui vẻ cho tới khi hai đứa này cùng tốt nghiệp ra trường. Thì khi ra trường thì cái thằng kia, cái thằng mà làm rớt đồ á, nó mới nhắc lại. Nó nói cậu có biết cách đây mười mấy năm, cái ngày mà cậu gặp tớ trên đường, mà tớ làm rớt đồ hết trơn á, cậu lụm giùm đem về nhà giùm ngồi chơi một ngày á, thì cái ngày đó là tớ đã đánh cắp thuốc ngủ của mẹ và tính tự tử. Nếu hôm đó không có cậu thì tớ đã trút hết cái ống thuốc. Tại vì con nít mà, nó khi mà nó gặp chuyện chán nản trong học hành, bạn bè thì nó dại dột như vậy thôi. Nhưng mà ngay khi gặp cậu thì tớ thấy là đời vẫn còn đáng sống. Và nhờ cái ngày hôm đó tớ có cái ngày tốt nghiệp ra trường hôm nay. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện rất đời thường, phải không? Cái thằng bé trước nó làm, nó có suy nghĩ gì không? Nó không tính toán, nó không suy nghĩ, nó thấy gì cần làm thì nó làm. Nó đi giữa đường, nó thấy thằng kia rớt đồ một đống trên đường thì nó phụ. Rồi nó thấy thằng này mặt mày ủ ê buồn bã thì nó ở lại chơi. Rồi thấy thằng kia đang học hành chán nản, bạn bỏ vân vân thì nó an ủi. Những cái đó ai cũng có thể làm được, phải không ạ? Nó rất là bình thường và nó có mặt mọi khi. Nhưng mà cái tác dụng của nó là cứu một mạng người. Thì trong đời sống mình vẫn vậy thôi. Mình đi giữa đường mình thấy có một cái bà tự nhiên bà vấp chân một cái hơi loạn choạng thì mình thế nào? Đưa tay tới đỡ liền. Những cái đó là những cái có mặt trong mọi khi, và nó đương nhiên đưa tới những kết quả rất tốt. Rồi còn ngay cả khi mình buồn khổ nữa, cả những cái lúc mà mình đau đớn, buồn khổ, chán nản, nhưng mà ngay lúc đó có ai kêu mình một cái, mình có quay đầu lại không? Hoặc là tới bữa đói bụng, mà đói quá thì mình cũng biết đi lục cơm nguội ăn vậy. Cái biết thường hằng nó không hề mất. Mà chính trong những cái lúc mà càng điếng người, càng sửng sốt, thì chúng ta lại thấy nó còn lại đó khi những cái khác đã mất. Trong đây nếu mà đại chúng đã từng gặp những cái trường hợp mà mình hoàn toàn bế tắc, coi như là không còn nhúc nhích cửa quậy gì được nữa hết, chỉ có ngồi sững thôi, thì lúc đó mình lại sẽ thấy cái hơi thở của mình, thấy các việc trước mặt rõ ràng. Cái tánh biết thường hằng đó nó bình đẳng nơi mọi người, không ai không có. Nó sai biệt nhau là cái tình thức sai biệt thôi. Có một cái câu chuyện hai vợ chồng ở trong nhà ban đêm thì có ăn trộm vào. Cái bà vợ bà mới khều khều ông chồng: anh ơi dậy, có ăn trộm lẻn vô trong bếp á kìa. Thì ông chồng ông lập tức nhảy ra túm lấy cái thằng ăn trộm. Thì cái tên ăn trộm này khá mạnh, cho nên hai người vật lộn nhau. Và cuối cùng vì cái ông chủ nhà này to con hơn, mạnh hơn, cho nên ổng
đè được trên cái thằng ăn trộm. Nhưng mà đánh nhau nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ mệt quá, cho nên ổng vừa dí cái thằng ăn trộm đè xuống mà vừa thở hổn hển kêu bà vợ: em ơi, cho anh một cái miếng nước. Thì cái thằng ăn trộm đang bị đè ở phía dưới, nó cũng thở hổn hển, nó nói: cho tôi một ly với. Thì chúng ta thấy cái gì có khác, nhưng mà cái biết này nó bình đẳng. Dù là đang ăn trộm, hoặc là chủ nhà, hoặc là đang thắng thế, vân vân, cũng đều biết khát nước như nhau hết. Và lúc đó nếu chúng ta cười được thì không biết cái bà vợ bà có cười không, thưa đại chúng. Chắc ông chồng ông cũng mắc cười luôn. Thì nếu mà họ cười được thì cái tình huống nó có sẽ đổi khác không? Đó, và đôi khi nó lại hóa ra vui vẻ. Thì như vậy, hễ mà những cái tình thức sai biệt mà nó được bớt đi, và chỉ còn cái biết tự nhiên bình thường này, thì người ta lại gần nhau, thông cảm dễ dàng, đúng không ạ? Cũng như có một vị tăng đến với Hòa Thượng Triệu Châu. Ông tăng này hỏi: con mới vào Tùng Lâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì ông thầy hỏi: ông ăn cháo xong chưa? Ông tăng trả lời: dạ, ăn cháo xong rồi. Ông thầy nói: rửa chén bát đi. Là ông tăng xin một cái gì để tu tập? Tu tập là cái gì mình chưa đạt được, phải không? Bây giờ xin thầy chỉ cho con, từ bi chỉ dạy cách tu để con đạt đến hoặc giác ngộ giải thoát gì đó. Thì ông thầy ông chỉ hỏi cái thực tế, nếu ăn cháo xong rồi thì giờ rửa bát. Cái thực tế bình thường này, cái chỗ sống chân thật nó ở ngay đây. Chỉ có điều là mình cứ đầu óc mình tính toán, lo toan. Và chính vì những cái tính toán lo toan này mà mình không thấy được cái ngay ở tầm tay mình. Tại sao nó gần như vậy mà mình lại không sống được với nó? Quý vị có thắc mắc không? Nghe thấy gần quá mà, dễ hiểu mà sao mình không sống được? Thì đơn giản thôi, là tại vì có bao giờ cái tâm mình nó không bị tham sân si chi phối đâu, phải không? Thường khi mình bực bội, nóng nảy, hoặc ưa muốn, hoặc tìm cầu, chính những cái đó là những cái làm mờ đi cái có sẵn này. Hoặc là do cái tâm chấp ngã. Chúng ta đã từng bị thương tổn bản ngã chưa? Và lúc đó thì cái nhìn của mình nó lệch lạc hết, nó không còn bình thường nữa. Mình cư xử cũng không bình thường khi mình bị xúc phạm, và mình nhìn người khác cũng không bình thường nữa. Hoặc là khi cái tâm của mình nó bị sợ hãi. Chúng ta đã từng có khi nào bị đe dọa sợ hãi vì tiếng tâm, vì danh dự, vì mất mát tài lợi, vì uy tín, sợ bị mất. Bà mẹ có đứa con trai
không biết mấy tháng tuổi, mấy năm tuổi thì không biết, mấy nhỏ xíu hay đang còn bú. Thì bà mẹ trẻ này vụng về trong cái việc nhà và việc nuôi con. Thì cái hôm đó máy giặt thì hư, điện thoại thì reng liên tục, bả thì đang đầu nhức như búa bổ không biết trúng gió gì đó. Và cái người đưa thư mang tới một cái thư mà nhắc lại cái khoản tiền chưa trả được của một người bạn, phải gọi là thư đòi nợ đó. Thì lúc đó cái bà mẹ trẻ này lên cao điểm rồi, không biết xoay sở sao, và mặt mày thì nhăn. Lúc đó mới đặt cái đứa con 1 tuổi ngồi lên cái ghế rồi xoay xoay của nó, và bà gục đầu vô lấy cái khay mà đang đựng cái thức ăn, cái mâm ăn chưa dẹp, và bà khóc. Bà khóc một hồi, xong rồi bà ngẩng đầu lên, thì cái thằng bé nó đang ngồi lấy cái ghế xoay xoay của nó. Thế nó thấy mẹ nó ngẩng đầu lên, cái nó mới rút cái nắm vú giả trong miệng nó nhét vô trong miệng bà mẹ. Thì cái phút đó cái bà tức cười quá, cái bà cười, cái bà ẩm nó lên, bà hôn nó, bà ôm nó vào lòng. Thì lúc cái phút đó cái gánh nặng phiền muộn ưu tư nó biến mất, chỉ thấy cái đứa con của mình xinh xắn trong sáng trước mặt. Cái phút mà buông được tất cả mọi chuyện, trong tâm của bà nó có còn hình ảnh nào là cái thư đòi tiền, nào là việc vàng này nọ không? Chỉ vì nó biến mất ngay khi mà cái nấm vú bất thình lình bị nhét vô trong miệng một cái bất ngờ, cái mọi cái kia nó bật hết. Cái bật đó làm cho tâm bà trở về lại trạng thái bình thường và bình ổn. Đó, nó gần ngay đây là đó. Thì chúng ta cứ bị chạy theo những cái này. Thì bây giờ làm sao để sống với cái tâm bình thường này đây? Chúng ta đã thấy tại sao mình không sống được với nó rồi. Nãy giờ mình kể mấy món này, đại chúng nhớ. Thứ nhất là tham sân si, thứ hai là cái tâm chấp ngã, thứ ba là vọng thức, vọng tình, đúng không ạ? Nó là những cái mây, nó che cái mặt trăng vốn luôn tròn luôn sáng. Thì thôi bây giờ dài dòng quá thì xin cô hãy nói làm sao để sống đi, phải không? Hãy chỉ ra đi. Thì bây giờ chỉ sao đây thưa đại chúng? Thì thôi bây giờ chỉ từ cái đơn giản đời thường nhất ha. Là hôm đó có một cái cô ngoại quốc, cô Hà Lan, cô đến tập tu ở trong nội viện, hay ra đảnh lễ hòa thượng. Cô mới có 20 tuổi hả, mà ăn mặc rất là bùi đời. Thì hòa thượng mới khuyên, cô ra lại hòa thượng và xin một lời khuyên. Hòa thượng khuyên là con hãy sống một đời làm thiện để lợi lạc cho mình và cho người. Có chừng đó thôi mà cô có vẻ rất là cảm động, cô đi về. Thì tâm bình thường có nghĩa là cứ sống một đời làm thiện bình thường, như vậy là lợi lạc cho mình và cho người. Thì chúng ta thấy như quý Phật tử ở đây, mình là những Phật tử cư sĩ tại gia, sống giữa năm giới, làm việc gì mà cảm thấy lương tâm không cắn rứt, giúp được ai đó thì giúp, như vậy là mình bình thường, đúng không ạ? Và đời sống của mình không có gì xáo trộn, con cái, gia đình đều vui vẻ. Thì ngày xưa Phật cũng dạy như vậy đối với các Phật tử tại gia: hãy giữ năm giới, làm điều lành và sống chừng mực, điều độ. Đó là một đời sống bình thường. Thì mình thấy như vậy là tại vì
các Phật tử là người biết đạo tới chùa. Nhưng mà bây giờ thử đi về Sài Gòn coi, thử xem lớp trẻ phóng xe trên đường như thế nào, phải không? Đi tới những cái sòng bạc, những cái quán rượu, thì những người đã từng nghiện rượu, những người đã từng sống trong cái đời sống mà xô bồ sa đọa, thì cái đời sống bình thường này dễ giữ hay là khó giữ, thưa đại chúng? Phải không ạ? Thành ra cái này tuy là dễ mà đối với một số người cũng không phải dễ. Vậy thì nói đời thường thì sống bình thường có nghĩa là như vậy đó. Chừng mực, lương thiện, biết giúp người. Còn trong tu tập thì thế nào? Trong tu tập thì nó hơi sâu hơn, nhưng mà cũng vẫn giản dị. Đó là chúng ta chỉ cần buông cái tâm mình xuống, thư giãn, tự nhiên, thì tự nó là bình thường. Trả nó về với cái hiện tại này, không suy nghĩ quá khứ, không mong cầu tương lai quá nhiều, thì tự nó là bình thường thôi. Chà, nghe rất dễ, phải không? Lại bảo là nó sờ sờ ở đây nữa thì rất dễ. Nhưng mà có dễ không, thưa đại chúng? Ồ, khó lắm. Vậy thì quý vị đã nói rất giống như ông Bàn Lâm Uẩn. Là một hôm, Bàn Lâm Uẩn là một cư sĩ tục gia nổi tiếng của Trung Quốc. Tự nhiên thấy ông ngồi một mình, thấy ông nói: khó khó, 10 tạ dầu mè trên cây vuốt. Là rất là khó, cái cây nó thẳng ngược như vậy mà đem dầu mè trơn vuốt. Thì Lâm Bà mới đáp là dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Là dễ lắm, nhìn đâu cũng thấy ý tổ sư hết trơn. Cái cô con gái Linh Chiếu mới nói: cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Mà không nói khó, không nói dễ. Như vậy là khó hay dễ? À, cũng chưa trả lời được luôn. Thì bây giờ vua Trần Nhân Tông trong một cái bài kệ, bài thơ của ngài, thì có một cái câu là: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lầm nhũ lòng. Là sao? Quý vị có thấy cái dòng nước không? Cái dòng nước trên sông á, nếu đó là một con sông trong, tốt thì nó cứ trôi, phải không ạ? Tốt trôi, xấu trôi, bùng trôi, sình trôi, cái gì nó cứ thong thả nó trôi như vậy, thì đó là một con sông tốt, không bị nước động, phải không? Thì tâm mình cũng vậy. Nếu buông việc nước trôi nước, người ta khen: ô chị giỏi quá, em chưa từng phục ai, nể ai như chị. Thì cái câu đó cũng nó đi qua. Mà có một người nắm đầu lại: nghe không, tôi nói cho bà biết nghe không, thế này thế kia, và tài xế mình một trận. Mà nếu người đó đi rồi, mình vẫn muôn việc nước trôi nước, chỉ trăm năm lầm nhũ lòng, mà chỉ lo việc mình thôi, chỉ lo cái tâm bình thường này thôi, thì lúc đó dễ hay là khó? Mà tại sao khó? Là tại vì mới nghe người ta khen một cái lỗ mũi nó phình ra. Thì đó là một chú virus tình thức. Rồi xong rồi, mới nghe người ta nói nặng thôi chứ chưa phải xài xẻ, thì mình đã trong bụng này là bừng 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 lên rồi. Mà câu thứ nhất tôi nhịn à nha. Câu thứ hai tôi nhịn tới 2 lần rồi đó, đừng có nói nữa à nha. Thì lúc đó khó hay dễ? Thì lúc đó là khó. Như vậy, chuyện này khó hay dễ chỉ vì mình quen với nó hay không thôi. Mà muốn quen thì phải có tập. Chúng ta thấy một đứa bé mà bé biết đi như chúng ta bây giờ, nó phải tập bò, tập lẫy, tập đi, phải không ạ? Nó đi lúc đầu nó dễ té, lần lần nó mới vững vàng. Còn như chúng ta, nếu một hôm nào đó mà mình bị trật chân, hoặc là mình bị một cái tai nạn gì, tay chân nó bị gãy, bị không bình thường, thì sau đó phải tập vật lý trị liệu, và phải mất một thời gian nó mới bình thường trở lại. Cái tâm của mình
đã bất bình thường bao lâu rồi thưa đại chúng? Và bây giờ mới nghe một bài bình thường này thì muốn cầm mang nó về để mà trong đời sống mình bình thường ngay có được không? Đâu có được, phải vật lý trị liệu vài tháng, phải không? Cho một cái tay hay một cái chân bị gãy. Thì bây giờ một cái tâm thức mà bất bình thường, không biết bao nhiêu đời kiếp, phải không? Thì phải vật lý trị liệu cho nó bao lâu? Cho nên chúng ta phải tập trở lại một cái thói quen là quan sát tâm mình trước khi sự cố xảy ra. Đừng có đợi những cái duyên tham sân đến với mình mới tập